Sợ. Sợ quá. Lo chi, lo giờ sụp nhòa gì em có ở quá ta. Ngay cấp 13 với 15 sợ quá đi. Lo cho bổn thân của mình, rồi lo cho nhòa của mình. Mình sợ là mình sẽ mất cái tài sản của mình. Nghĩa là trong lúc mình sống một năm, nhưng mà mình khó một ngày thì anh cũng chẳng có cái chi. Bố lớn quá mình đừng đi chứ không có ở nhòa. Ở nhòa sợ quá con ơi. Nhòa cửa là cô không đẹp thanh đi. Cô chỉ thốt không thăm thôi. Chứ toàn cửa rồi cô nó thiệt với con cái ca hậu nhà thằng cá nữa. Nhòa hơi tắm bỏ đi cô cơ trưa. Mái tắm mái rồi gió mưa mái vô rồi cũng lấy có không chết thôi. Có chánh bảo thì chị mừng rồi chứ chị cũng không có không muốn cái gì hết á. Mười người đều sợ hết cỡ mười người. Bởi vì hồi môn thì không có cái cân bổ như đây. Cân bổ mà giật lên 13 đến 17. Lo cân bổ nên lo nhòa về biết còn nhòa ở rồi không. Cứ mình di chuyển mình đi á. Còn đồ trong nhòa làm riêng lên gốc là hơn nè. Hơn nè mà chỉ còn cái tủ lạnh với cái tivi nữa. Tôi kêu ông cô tivi là kẹp túi ông pha bọng. Ái là như thế nó đỡ chị đỡ đó. Ngày bữa là về ăn qua ngày đi với đi sang. Ông chồng cô lên xa là còn lùm nữa với lên xa đó. Lên đây là rất là cẩn thận này chỗ rồi an ở rồi sạch sẽ, yên tâm đúng rồi. Đến đây rồi là như nước phải lo cho mình. Có cái ăn uống hoặc cái chỗ ở ngủ nghe đồ thì mình thấy cũng khỏe là cũng mừng rồi. Thì chỉ có lo nhỏ thôi.